Xin chào mọi người, em tự kỹ sư GC xin chia sẻ cách chọn gạch đắp nền theo công năng của từng không gian trong ngôi nhà. 1. Phòng khách được xem là bộ mặt của ngôi nhà nên phải luôn đảm bảo gạch đắp nền ở khu vực này có độ hút sáng, tính thẩm mỹ cao cho không gian thêm sang trọng. Vì vậy, gia chủ có thể lựa chọn gạch đắp theo các tiêu chí sau. Bề mặt mẫu mã nên chọn gạch trơn bóng để tăng tính phản chiếu, dễ lau chùi. Ưu tiên các màu kem, be, ghi, nâu nhạt, nhã nhặn để mang lại sự tự nhiên, thanh lịch, thoải mái cho tổng thể về độ cứng. Vì là phòng khách có nhiều người qua lại nên chọn gạch có độ cứng trên 51 như granite hoặc porcelain để bảo vệ sàn nhà hiệu quả. Hai dòng gạch này được làm từ bột đá nung ép nhiệt độ cao, rất cứng cáp, tiết kiệm chi phí sửa chữa, cải tạo. 2. Phòng ngủ là khu vực thư giãn, nghỉ ngơi của gia chủ và các thành viên trong gia đình nên cần không gian yên tĩnh, gần gũi. Vì vậy, bạn chọn cần gạch đắp nền đảm bảo hai tiêu chí về bề mặt và độ cứng. Bề mặt mẫu mã, gia chủ nên ưu tiên đắp nền với gạch phủ men bóng sẽ giúp căn phòng thêm lung linh, dễ dàng vệ sinh khi bám bẩn, và chọn màu vàng, nâu trắng để tăng sự ấm cúng cho tổng thể độ cứng. Phòng ngủ cần chú trọng tính yên lặng nên gia chủ cần ưu tiên gạch granite porcelain cứng lực từ 280 trên 350 cân. Kết cấu bột đá được nung từ nhiệt độ 1200 đến 1220 độ C và ép thủy lực 2500 tấn để ít lỗ hổng, bong chóc, nứt gãy, hạn chế tiếng lục cục, lục bộp khi đi lại ảnh hưởng giấc ngủ. Gia chủ cần ưu tiên các loại gạch chất lượng granite hay porcelain. 3. Phòng vệ sinh. Khu vực phòng vệ sinh là nơi thường xuyên tiếp xúc với nước nên rất dễ trơn trượt, ít độ bám. Vì vậy, gia chủ nên lựa chọn gạch đắp nền theo các tiêu chí bề mặt và độ cứng như sau để hạn chế trơn trượt, tăng thời hạn sử dụng. Bề mặt mẫu mã, gạch đắp nền men mát là lựa chọn phù hợp vì tính trần nhẹ, độ ma sát cao, giúp ít trượt khi di chuyển. Đồng thời có thể chọn màu gạch như trắng, xanh, vàng, kem be, ghi cho phong cách tinh tế, đơn giản, và màu đen, nâu đậm, xanh đậm, xám cho phong cách cá tính, lịch lãm, độ cứng. Nền nhà vệ sinh sẽ nhanh xuống cấp vì ẩm ướt thường xuyên. Theo đó, bạn chọn gạch được làm từ bột đá, độ cứng bề mặt từ 51 trở lên, độ hút nước thấp dưới 0,5% để hạn chế giảm chất lượng gạch theo năm tháng như granite, porcelain. Gạch lát nền men mát sẽ là lựa chọn phù hợp cho không gian phòng vệ sinh. 4. Phòng bếp. Phòng bếp là khu vực nấu nướng, ăn uống của gia đình, thường có nhiều dầu mỡ rơi vãi nên chịu tác động của lực và nhiệt độ cao. Vì vậy, để bảo vệ nền nhà hiệu quả, gia chủ nên lựa chọn gạch lát nền theo hai lưu ý về bề mặt và độ cứng sau. Bề mặt mẫu mã nên chọn gạch có bề mặt nhám để hạn chế té ngã khi di chuyển, đồng thời che giấu các vết bám bẩn hiệu quả. Bên cạnh đó, những mẫu gạch lát nền như lục giác, gạch bông, phối hình học sẽ là lựa chọn thú vị cho căn bếp, thêm thu hút mới mẻ. Độ cứng, gia chủ nên cân nhắc độ cứng gạch trên 51 và độ chịu lực từ 280 trên 350 cân trên cm vuông để đảm bảo cấu trúc sàn nhà bền vững, bảo vệ an toàn cho người sử dụng. Granite và porcelain là hai dòng gạch tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí này. 5. Ngoài trời bao gồm các khu vực như bể bơi, ban công, sân vườn. Những nơi này phải tiếp xúc với môi trường, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên trong tình trạng trơn trượt, vì vậy kéo dài tuổi thọ, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Gia chủ nên chọn gạch lát nền theo tiêu chí sau. Bề mặt, bạn nên lát gạch men mát để tăng tính sần, độ bám cho sàn, tránh té ngã khi di chuyển. Khi chọn họa tiết gạch, các mẫu trơn ít họa tiết sẽ thích hợp với phong cách đơn giản, và mẫu gạch bông, gạch nung sẽ phù hợp với thiết kế sang trọng. Độ cứng, gia chủ cần ưu tiên có độ cứng bề mặt trên 51 và chịu lực lớn hơn 280 đến 350 cân trên cm vuông để đảm bảo bảo vệ sàn khỏi tác động lực mạnh như sức nặng của xe máy, xe ô tô, xe con, người đi lại, vận chuyển đồ đạc và thời tiết, môi trường. Theo đó, các dòng gạch như porcelain granite sẽ là lựa chọn phù hợp với khu vực ngoài trời. Mọi người cần tư vấn, liên hệ em tự 0964 529 689.